Con hư đánh mẹ. Mẹ xin con, già làm gì còn tiền. À, không được, chỉ còn cái xe này để mẹ đi chợ kiếm tiền rau giáo qua ngày. Còn lấy nó thì cả mẹ cả con sống bằng gì hả? Buông ra. À, không được, Đức ơi. Cướp, bớ lần nước ơi, cướp, giúp tôi với. Cướp đâu? Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Cướp, bớ lần nước ơi. Trời ạ, tưởng cướp ở đâu? Hóa ra lại là nhà bà Dân. Cái thằng này, mày có để cho mẹ mày sống nữa hay không? Bắt bỏ tay ra, đây không phải xe của mày, mày phải để lại. Bỏ ra, không, phải để lại. Được rồi, tôi chết cho mà xem. Trời ơi, tụi con chẳng quản chi thân, chỗ ước mẹ nằm chỗ đau con lăn. Ai ngờ sự đời lại trái ngang thế này. Ai đấy? Chào chị Dân, em sang hỏi thăm với lại mang cho chị bát cơm. Cảm ơn cô, nhưng tôi chả còn thiết ăn uống gì nữa. Mà chẳng biết giờ này thằng Đức nó ăn uống gì chưa. Hay, đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chị cứ mặc nó no đói vài bữa cũng chẳng chết được đâu. Còn chị cũng phải nghĩ cho bản thân mình đi. Giận nó như thế tôi đau lòng lắm. Dù sao nó vẫn là con mình đứt ruột đẻ ra. Thôi thì con dạy cái mang. Ai mua rau đi. Mấy hôm thời tiết thay đổi, trong người mệt mỏi quá. Đứng lại, trộm, trộm, bắt lấy nó, đứng lại. À! Chuyện gì thế kia? Thôi chết, hình như thằng Đức. Trời ơi, con tôi, xin hãy tha cho con tôi. Trời ơi, thì ra bà ấy là mẹ của thằng trộm này. Mẹ, mẹ ơi. Thôi chết, bà ấy ngất đi rồi kìa. Đưa nó lên công an. Còn tôi với anh đưa bà ấy vào viện ngay. Mẹ, mẹ ơi. Thời gian sau, thấy mà cũng thấm thoáng 100 ngày rồi. Chị an tâm yên nghỉ, chúng em sẽ chăm lo nhà cửa giúp chị. Mình ơi, xong chưa? Nhanh cùng nhà bác Sáu ra thăm mộ chị Dân. Dân, tôi xong rồi đấy. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Là thằng Đức thì phải. Mẹ ơi, tha lỗi cho con. Đúng là sự đời nhiều lúc trái ngang. Lúc mẹ còn sống không lo báo đáp, chỉ biết phá phách. Đến lúc mẹ không còn nữa thì khóc lóc hay than thở, dù bao nhiêu nước mắt cũng có mang mẹ trở về được đâu. Chị Dần ơi, thằng Đức mà chị cả đời lo lắng, cả đời nhịn ăn, nhịn mặc, dành dụm nuôi nấng, hôm nay đã về bên chị đi. Mẹ ơi, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Con xin lỗi. Dì ơi, con lại dì, con lại mẹ. Con muốn chết đi cho xong, nhưng con lại sợ con lại mang cái bản tính bất hiếu này xuống dưới đó, mà khiến mẹ lại chẳng thể yên nghỉ. Mẹ tha thứ cho con phải làm lại cuộc đời đã. Khi nào thành người tử tế con sẽ dạy hậu mẹ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, cuối cùng thì nó cũng nhận ra. Một năm sau, cảm ơn bác, lần sau bác cần gì cứ qua cửa hàng cháu nhé. Cô vợ ích kỷ. Ngày mai vợ chồng bác hai lên thăm nhà mình. Hai bác ấy lên chơi phố ít hôm đấy. Thật hả anh? Bác lên bao lâu? Chắc mấy ngày thôi. Gần Tết muốn lên chơi tiện thể sắm vài thứ ấy mà. Ôi trời, lại mệt đây. Em dọn dẹp lại phòng dưới để hai vợ chồng bác hai ở nhé. Vâng. Ôi,
sao anh chị không gọi em ra bến xe đón? Chào anh chị. Ôi chào, chú thím bận đi làm cả ngày rồi. Anh chị biết đường cứ bắt xe ôm đến đây luôn cho nó chủ động. Trên này có thiếu thứ gì đâu, hai bác mang lên làm gì cho mệt. Toàn của nhà nuôi trồng được, đồ sạch đấy. Cô chú yên tâm, không có thuốc sâu, thuốc tăng trọng đâu. Thôi, hai bác vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối ạ. Lại mệt rồi. Hôm nay anh xin nghỉ đưa anh chị đi chơi. Em đi làm tiện đưa con tới trường nhé. Cuối năm rồi, cơ quan nào chẳng nhiều việc. Anh nghĩ như vậy lại ảnh hưởng đến lương thưởng cuối năm thì sao? Ôi dào, chẳng mấy khi anh chị ra phố dạy ngố mà. Thôi, để vợ chồng tôi tự đi cũng được mà. Không biết thì hỏi đường. Chú Quỳ cứ đi làm đi. Vâng, hai bác thông cảm cho nhà em. Mà hai bác cứ bắt xe ôm đi, chỗ nào họ cũng biết ấy mà. Anh chị biết rồi. Nhìn đi, nhà cửa bề bộn thế này đây. Ngày nào em đi làm về cũng phải còng lưng ra dọn dẹp. Thôi mà em, để anh phụ em nha. Ngày nào cũng phải về sớm chở búa cơm nước. Em mệt lắm rồi. Lần sau anh bảo anh chị hai ra khách sạn ở đi. Kìa em, anh tính mày rút tiền tiết kiệm biếu anh chị một ít. Chả mấy khi anh chị ra chơi. Anh nói cái gì? Tiền mua nhà trả góp, đến hạn phải trả, chưa có khoản nào bù vào đây này. Anh biết chứ. Nhưng việc nào cần chi thì mình vẫn phải chi thôi. Với lại, anh chị hai dưới quê còn nhiều khó khăn. Thôi, để mai em gấp lại đống quần áo của cả nhà. Xem cái nào không dùng đến thì biếu anh chị ấy. Còn tiền thì ai lại đem cho đồ cũ. Em thật là, anh đừng có sĩ diện. Chú thím, vợ chồng chúng tôi về rồi đây. Hai bác lấy đâu ra nhiều đồ thế này? Kìa em, chắc hai bác mua sắm đồ để chuẩn bị ăn Tết có phải không? Đúng rồi, mua trên này đồ tốt hơn ở quê. Đúng, đồ tốt thật. Nhưng không phải chúng tôi mua cho nhà tôi, mà là mua biếu cho chú thím đấy. Gì cơ ạ? Mua cho chúng em sao? Đúng, chẳng mấy khi anh chị lên chơi. Mua cho cháu ít quần áo, với lại thấy trời lạnh, chị hai bảo mua chú thím cái lò vi sóng hâm lại thức ăn cho tiện. Trời đất, anh chị không nên làm vậy chứ. Ở quê, anh chị vẫn còn khó khăn, vất vả lắm mới nuôi được hai cháu ăn học. Ấy, sao chú khách sáo thế? Chú thím thương anh chị biết chứ. Nhưng giờ ở quê dễ sống hơn rồi. Anh chị cũng chăn nuôi thêm con lợn, con gà. Có đồng ra đồng vào, chú đừng có lo. Thực ra lần này anh chị ra cốt để thăm chú thím và thằng cu Bi, chứ cũng không phải đi chơi thầm thú gì đâu. Thấy vợ chồng con cái khỏe mạnh là anh chị vui rồi. Thu xếp Tết về quê với anh chị cho ấm cúng. Chú thím ạ. Anh chị dạy phải. Mà anh chị ở lại thêm vài hôm, em xin nghỉ. Cả nhà đưa anh chị đi chơi thành phố cho biết đây biết đó, rồi mua ít đồ về làm quà cho các cháu nữa chứ. Ôi dào, chú thím cứ bày mẻ. Nào, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Này có món thịt gà bác hai nuôi là nhất rồi. Đúng, đúng. Đứa con nuôi. May quá, nhà chích đang đi kiếm ăn. Mình phải nhanh chóng mới được. Dừng tay lại. Trời ơi, con tôi, trứng của tôi. Con yêu, đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ không đi đâu nữa. Sẽ không ai có thể lấy con của mẹ đi. Thank you.
của mẹ. Cố lên nào, hãy nhanh ra với mẹ nào. Mẹ ơi! Ôi, con của tôi, con của tôi. Đúng rồi, con yêu của mẹ. Nhanh lớn để con về với mẹ nào. Ơ, bà là ai? Sao lại đậu trên tổ của mẹ ta thế này? Kìa, ta là... Con chim xấu xa kia, cút ngay! Bà không được làm hại con của ta. Đồ ngu, cứ nuôi con của ta đi. Khi nào nó lớn, ta sẽ đến để đòi lại con. Con yêu, bà ta có làm hại con không? Con có sao không? Không mẹ ơi, bà ta là người xấu phải không mẹ? Đúng vậy, bà ấy không phải là người tốt đâu con à. Chính bà ấy đã lấy đi người anh em của con đó. Một thời gian sau. Cố lên con, đừng sợ, có mẹ đây, con sẽ bay được thôi. Con sợ lắm, nhỡ con ngã xuống dưới nước thì sao? Con xem, mẹ đã lót rất nhiều rơm phía dưới, nếu con có ngã xuống, con cũng sẽ không đau đâu. Đấy, con của mẹ đã bay được rồi, con giỏi lắm. Chim chích kia, đã đến ngày bà trả con lại cho ta. Bà không được hại con ta. Thật là ngu xuẩn. Bà hãy nhìn lại xem con bà giống ai. Mẹ ơi, thế này là thế nào? Hóa ra bấy lâu nay ta đã... Sao ngươi lại ngu ngốc thế chứ? Hằng ngày ấp ủ, chăm bẩm cho một con tu hú con mà không biết gì hết. Không, mẹ ơi! Con chính là con của ta. Chính ta đã đẻ con vào cái tổ của mụ chim chích này. Nhờ mụ nuôi con khôn lớn, giờ con đã đủ lông đủ cánh. Con phải về với ta. Bà ta nói đúng. Con là một tu hú con nên về với bà ấy đi. Không, bà không phải là mẹ của ta. Ta không về với bà đâu. Con nói sao cơ? Con là do ta đẻ ra mà. Công sinh không bằng công dưỡng. Làm sao bà biết được tình mẹ như thế nào nếu bà không chăm sóc dưỡng dục tôi? Thôi, bà đi đi. Tôi chỉ có một người mẹ là người đã che chở chăm sóc tôi đây thôi. Mẹ ơi, dù con không phải là con ruột của mẹ, nhưng mẹ hãy yên tâm đi. Con sẽ luôn ở cạnh bên mẹ. Ơn nghĩa này con sẽ mãi không quên đâu. Mẹ con mình sẽ mãi mãi bên nhau mà. Con của mẹ. Nhếp miệng ăn theo. Quang hô! Thổi hay lắm. Có chuyện gì mà chúng nó túm tụm lại thế nhỉ? Có chuyện gì thế các bạn? Chúng tôi đang xem Vành Khuyên, Vàng Anh và Sơn Ca thổi sáo. Các bạn ấy thổi hay lắm. Hay quá, hay quá. Tuyệt lắm, mau thưởng cho ban nhạc nào. Sao họ lại được thưởng thế? Phượng Hoàng, ngài rất thích nghe thổi sáo. Những ai có năng khiếu sẽ tập hợp lại thành một ban nhạc, ngày ngày biểu diễn cho nhà vua xem, sẽ được thưởng rất nhiều. Thế ư? Chỉ cần biết thổi sáo là được thưởng sao? Ừ, nhưng đâu phải ai cũng biết thổi. Nếu được ở trong ban nhạc kia thì ngày ngày khỏi phải lo cái ăn rồi. Hay là thế nhỉ? Chào các bạn. Các bạn chuẩn bị biểu diễn đấy à? Ừ, chúng tôi đang chờ vua chim tới. Hôm nay bạn cũng đến xem chúng tôi biểu diễn à? Tôi đến không phải để xem, mà là muốn tham gia ban nhạc cùng các bạn. Tham gia ban nhạc cùng chúng tôi sao? Thế cậu có biết thổi sáo không?
Đương nhiên là biết rồi. Thế cậu thử thổi cho chúng tôi nghe xem nào. Tôi thổi cũng được thôi, nhưng thổi thì phải có bè mới hay chứ. Thổi một mình tôi thì nói làm gì. Đằng nào vua chim cũng sắp tới rồi, lúc đó tôi sẽ thổi cùng mọi người, vội gì chứ. Nói cũng phải, vua chim tới. Kính chào nhà vua. Miễn lễ, các ngươi bắt đầu biểu diễn được rồi đấy. Hay lắm, hay lắm. Người đâu, ban thưởng. Không ngờ cậu cũng có năng khiếu đấy. Thổi hợp tông với chúng tôi lắm. Từ mai cứ thế nhé. Mình phục mình quá. Chẳng cần làm gì mà cũng có đồ ăn đều đều. Ăn no rồi, giờ thì đi biểu diễn nào. Ban nhạc xin được phép bắt đầu ạ. Khoan đã. Hôm nay ta muốn thay đổi không khí một chút. Từng thành viên một sẽ biểu diễn độc tấu. Hả? Dạ. Nhưng mà sao thế quả? Đây cũng là cơ hội để chúng ta trổ tài đấy. Nào, bắt đầu đi. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Người tiếp theo. Hóa ra trong ban nhạc ai cũng có tài. Bấy lâu nay quả là ta không nhìn lầm. Người tiếp theo nào. Đến lượt cậu đấy. Tôi ư? Không, cậu thì ai? Chúng tôi đã biểu diễn hết rồi mà. Nào, ngươi hãy biểu diễn tài nghệ của mình đi. Thổi đi, thổi đi. Chuyện gì thế nhỉ? Đây mà là thổi sáo sao? Ngươi không biết thổi sáo à? Vậy tại sao dám góp mặt trong ban nhạc rồi ăn bổng lộc suốt thời gian qua? Tôi hóa ra chúng ta đều bị cậu ấy lừa. Thực chất những lần biểu diễn đều là chỉ nhép miệng ăn theo tiếng sáo của chúng ta thôi. Thật không thể chấp nhận được. Ngươi đúng là một kẻ cơ hội. Ngươi đâu? Mau cho kẻ này một trận và tống cổ ra khỏi vương quốc của chúng ta. Ôi, tha cho tôi đi. Mèo khoan lật lọng. Xem ra con mèo này là khá hơn cả. Từ ngày có nó, kho thóc tuyệt nhiên không có bóng dáng con chuột nào. Ôi chao, món khoái cẩu. No quá, nghỉ tí, lát ăn tiếp vậy. Cái đồ phá hoại. Bao lâu nay ngươi luôn tìm cách phá hoại kho thóc của ông chủ phải không? Xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là con chuột nhắt, sức nào mà phá cả kho thóc nhà ông chủ. Không có nhiều lời. Từ trước tới nay, loài chuột là kẻ thù truyền kiếp của mèo. Làm sao ta có thể tha cho ngươi được? Xin anh đừng giết tôi. Từ từ, tôi có chuyện muốn thưa. Thôi được rồi, có gì ngươi cứ nói đi. Tôi thấy ngày nào ông chủ cũng cho anh ăn uống nhiều thức ăn ngon. Thức ăn thì thừa mứa, ăn không hết. Thịt của tôi thì sao mà thơm ngon như cơm nhà ông chủ được? Thì sao? Bọn mèo nhà ta sinh ra là để bắt chuột rồi. Vì thế, tôi mới mạnh dạn xin bác cho tôi một chút cơm thừa của bác. Tôi hứa không bao giờ ngó tới cái kho thóc nữa. Như vậy, bác vừa được ăn no, lại chẳng phải vất vả đuổi bắt tôi làm gì. Chúng ta vừa có đồ ăn ngon, trong khi chẳng ảnh hưởng tới ai. Bác có thể thoải mái nằm phơi nắng, không phải vất vả đuổi chúng tôi đi nữa. Nó nói cũng phải. Một chút thức ăn đổi lấy sự an nhàn thì cũng đáng. Thôi, thế cũng được. Nhưng nhà ngươi cứ liệu hồn, đừng giở trò lừa phỉnh ta.
Vâng vâng, đa tạ bác. Ngoan lắm, kho thóc dạo này không bị chuột phá, rồi ta sẽ thưởng nhiều hơn. Tao có việc phải đi xa mấy ngày, chỗ thức ăn này không đủ thì tự kiếm nhé. Khi nào về tao lại thưởng cho. Sao tự dưng ông chủ lại đi vắng chứ? Đói quá. Chả bỏ bèn gì, đói quá. Hôm nay sao không có thức ăn nhỉ? Anh mèo, anh làm gì thế? Thả tôi ra chứ. Mày nói hay chưa? Miếng ngon thế này mà lại bảo tao thả đi ư? Anh mèo, sao lại thế? Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà. Đấy là thỏa thuận lúc ông chủ ở nhà, thức ăn đề huề. Giờ tao không có thức ăn nữa thì không còn thỏa thuận gì nữa hết. Con mồi ngoan, ngoan ngoãn vào miệng ta đi. Thả ta ra đồ gian xảo. Giờ hối hận đã quá muộn rồi. Chuyến xe lai đặc biệt. Nón của anh nè. Sắp đến kỳ sinh rồi, em phải chú ý giữ gìn. Anh ra ngoài huyện chạy thêm vài ngày nữa, kiếm chút tiền mua đường sữa bồi bổ cho em và con. Từ ngày làm cái đồng hồ cước giống như trên thành phố người ta làm, chạy cũng được kha khá. Giá mà mẹ con em giúp được gì cho anh. Kinh tế cứ để anh lo, em phải chăm lo cho sức khỏe. Nhà mình thì xa xôi, đến kỳ sinh là phải lên bệnh viện trước vài ngày cho an toàn, kẻo lúc trở dạ lại không kịp. Thôi em vào nghỉ đi, anh đi làm đây. Mọi khi hay có anh xe ôm đứng đây, hôm nay lại chẳng thấy có ai thế này. Cô ơi, cô về đâu tôi chở cho. Cô đội vào đi. Cô về đâu vậy? Anh chở tôi về đầu làng Lai Cam nha. Vâng, tôi đang ở đây rồi, tôi sẽ hoàn thành sớm. Chắc cô ta không kịp nhìn đồng hồ đâu. Thôi kệ, cố gắng kiếm thêm chút tiền mua sữa cho con. Đến nơi rồi cô ơi. Anh ơi, của tôi bao nhiêu tiền vậy? Của cô 150.000. Anh nói bao nhiêu ạ? Tôi vừa mới đi từ ngoài đường quốc lộ vào đây thôi mà. Nhầm thế nào mà nhầm, cô nhìn đi, 150.000 đây nè. Anh ơi, từ chỗ đường quốc lộ vào tới trong làng đây cùng lắm là 5 cây số. Hơn nữa đoạn đường này tôi đi rất nhiều lần rồi, không phải bây giờ mới đi lần đầu tiên đâu. Cô lồi thồi quá, cô định đi xong quỵt tiền luôn à? Đồng hồ chạy đàng hoàng chứ tôi không ăn gian của cô đâu. Trả tiền đi, tôi còn đi chở khách nữa. Tôi mãi nghe điện thoại nên không để ý, vậy mà anh lại làm trò đấy với tôi. Thôi tôi trả cho anh, coi như hôm nay tôi xui. Alo, anh đây. Xe máy đây, làm sao bây giờ? Này anh, vợ anh bị vợ ối sớm sao? Nhà anh ở đâu? Nhà tôi ở xã Lai Sa. Trời, ở tận Lai Sa sao? Vùng đó sâu và xa thế, đường đi lại đèo dốc. Từ đó mà chạy ra bệnh viện huyện thì cũng mất cả 2 tiếng. Mà cô ấy vợ ối rồi thì nguy hiểm quá. Nào, anh mau chở tôi về nhà anh đi. Cô... Anh mau đi đi, tôi chính là bác sĩ của bệnh viện phụ sản huyện đây. Ôi, thật vậy sao? Cô ơi, vậy cô cứu vợ con tôi với nhé. Tôi ngàn lần cảm ơn cô. Thôi, ân huệ gì, giờ chúng ta đi ngay đi. May quá, hôm nay tôi đang đi thị sát tình hình chăm sóc sinh sản ở các tuyến dưới, cho nên mang đồ đầy đủ đỡ đẻ đây này. Ôi, tốt quá.
Nhưng giờ phải làm gì trước tiên đây? Tôi anh đúng là quá lo lắng rồi. Giờ chở tôi về nhà anh nhanh đi. Đau quá. Anh về đây rồi. Anh giúp tôi đỡ cô ấy lên giường mau lên. Em đau quá. Đau quá. Cô ơi, mong cô cố gắng hết sức giúp vợ tôi. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Tôi xin cô, anh đang cản trở việc tôi giúp cô ấy đấy. Giờ thì đeo găng tay vào rồi phụ tôi một tay. Dạ, dạ. Chúc mừng anh, là một bé gái. Mẹ tròn con vuông rồi. Giờ cô ấy vừa sinh, còn rất mệt nên chưa được ăn đồ cứng. Anh đi pha cho chị ấy một ly sữa nóng nha. Dạ. Còn ngoan. Sữa để đâu? Để tôi đi pha cho. Dạ, nhờ cô. Sữa tôi để trên kệ bếp đó. Nào, chị uống đi cho lại sức. Sữa rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Cảm ơn cô. Hôm nay nếu không có cô giúp đỡ thì không biết vợ chồng tôi xoay sở thế nào nữa. Có gì đâu chị, tôi là một bác sĩ, công việc của tôi là cứu người. Thôi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Chào anh chị nha. Cô Vân, tôi cảm ơn và xin lỗi cô. Tôi nhận lời cảm ơn và xin lỗi này, nhưng hy vọng từ nay về sau anh sẽ là một tài xế trung thực. Tôi xin hứa. Những đứa con bất hiếu. Này chú hai, hôm nay là hết tháng rồi, đến lượt chú mang ba về nhà chú rồi đấy. Tháng trước đến mùng 2 ba mới sang nhà anh, nên tháng này phải hết mùng 2 mới sang nhà tôi chứ. Tôi không biết, ngày mai tôi sẽ đưa ba sang nhà cậu. Đó, mà ba ho suốt cả ngày lẫn đêm. Cả tháng này rồi tôi không ngủ nổi. Cứ thế này có trai tráng cũng ngục, chứ chẳng riêng gì tôi đâu. Cả ơi, cho ba cốc nước. Nước đây, cả cơm đây nữa, ba dậy ăn đi. Hôm nay trông người ba không khỏe, chẳng nuốt nổi cơm đâu. Còn cho ba bát cháo. Hai hôm nữa sang nhà thằng hai, ba bảo nó nấu cháo cho mà ăn. Ba năm rồi giờ mới về làng Hạ, phải ghé thăm người bạn chí cốt ngày xưa mới được. Có ai ở nhà không? Ai đấy? Ồ, ba cháu đấy à. Bác thân đây. Mà ba các cháu có nhà không? Ba cháu ở trong kia kìa, bác vào chơi đi. Ông Sinh, ông đấy ư? Kìa, ông thân. Ấy chết, ông mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Không phải khách sáo với tôi đâu. Trời ơi, ông Sinh, sao lại ra cơ sự như thế này? Là tại tôi cả. Hai năm trước, thấy mình tuổi già sức yếu, nghĩ vậy nên tôi đã đem tất cả gia sản chia hết cho ba đứa con. Từ đấy đến giờ, những đứa con của tôi ngày càng ghẻ lạnh, không còn quan tâm đến người cha già này nữa. Ông đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì. Hãy tới sức khỏe. Nếu ông không chê thì qua ở với tôi. Sao tôi có thể làm phiền ông như thế được chứ? Các con tôi cũng coi ông như cha chúng trong nhà mà. Nhất định chúng sẽ chăm sóc ông. Hơn nữa, tôi còn nợ ông một món nợ rất lớn. Tôi cũng muốn trả. Ông cả nghĩ rồi, có gì to tát đâu. Bác thân về rồi à? Bác lên nhà uống chén nước đã. Thì thoảng bác ghé chơi với ba cháu nhé. Cảm ơn các cậu, tôi về đã. Có ai ở nhà không? Chẳng là về món nợ của tôi. Món nợ hôm nay tôi mang gửi cho ông, chứ tuổi già chẳng biết thác lúc nào. Không trả hết nợ cho ông, tôi lại dài dứt không nhắm mắt được. Tôi đã nói là thôi rồi mà.
Ông cứ nhận cho tôi yên lòng. Lại định tranh thủ lấy lòng ba không được nhiều phần hơn đây mà. Ba, ba à, để con rót cho ba chén nước. Ba mất rồi, để lại cái hòm tiền này. Theo lẽ thường tôi là cả, tôi phải được một nửa. Không được, mà ngày trước tôi chăm ba nhiều nhất, tôi phải được một nửa mới đúng. Thôi thôi, thì hãy cứ mở hòm ra xem được bao nhiêu rồi tính. Thế này là sao? Trước cha sống, cha rất đau khổ khi không dạy dỗ được các con đến nơi đến chốn. Nay cha thác đi, lòng còn day dứt, mong các con tu tâm dưỡng tính, sống tốt hơn để cha mẹ có thể ngậm cười nơi chính suối. Cuộc gặp gỡ thần cây. Trưa trầy trưa trật ra rồi mà vẫn còn ngủ được. Dậy, dậy đi. Có chuyện gì mà mẹ kêu con dậy sớm thế? Mặt trời mọc quá ngọn tre rồi mà bảo sớm à? Không dậy mà đi kiếm củi đi. Ngày nào cũng vào rừng kiếm củi, làm mãi mà vẫn không đủ ăn. Vậy thì làm gì hả mẹ? Có làm thì mới có ăn, chăm chỉ tích cóp mới mong có ngày khá hơn được. Lười biếng như con chỉ biết than thở thì không đủ ăn là đúng rồi. Thôi dậy đi kiếm củi cho mẹ đi. Mệt quá, đến củi khô cũng ngày càng khó kiếm, cái rìu này cũng thành vô dụng rồi. Ai gọi ta vậy? Ông là ai? Ta là thần cây. Thần cây? Thần cây ư? Vậy ông có phép thuật chứ? Còn tùy xem đó là phép gì. Ông thần ơi, nhà tôi nghèo quá, ông có thể giúp tôi giàu có hơn được không? Giàu có hơn ư? Đúng vậy, ông biết đấy, cuộc sống bây giờ thật khó khăn, mà tôi còn phải nuôi mẹ già nữa. Ta có cái này. Đây là hạt giống thần kỳ, có nó trong tay, cậu sẽ có được thứ mình muốn. Hạt giống thần kỳ, nó có thể mang giàu sang tới không ạ? Đúng vậy, cậu hãy... Trời giúp mình đây mà. Này, cậu, nghe ta nói đã. Mẹ ơi! Sao lại về sớm thế hả con? Mẹ ơi, bây giờ mẹ con ta không cần vất vả nữa. Con nói gì thế? Số con thật may mắn. Chẳng là hôm nay vào rừng đốn củi, con gặp được một ông thần. Thần ư? Vâng, và ông ta cho con hạt giống thần kỳ này. Nó đây ạ. Hạt đậu này thì có tác dụng gì? Ông thần nói có nó là sẽ có giàu sang đấy mẹ ạ. Làm gì có thứ như vậy chứ. Mày ở đây, yên vị nhé. Chưa thấy gì cả, chắc phải đợi thêm. Trời ơi, hạt giống khô mất rồi. Sao ông ta lại nói dối mình chứ? Ông nói hạt đậu này có thể mang lại cho tôi sự giàu có. Sao bây giờ nó chỉ còn là một hạt đậu khô? Còn tôi đói vẫn đói. Thế cậu đã gieo nó xuống đất chưa? Sao? Phải gieo nó xuống đất ư? Đương nhiên, đã
Đã là hạt giống, muốn sinh sôi nảy nở thì phải gieo xuống đất. Tôi tưởng nó là hạt thần. Đúng, nó là hạt thần. Nó khác hạt thường ở chỗ cho năng suất cao gấp 100 lần. Nhưng muốn thế, cậu phải gieo nó xuống đất, chăm sóc cho nó. Ơ, à, là thế ư? Tôi cứ tưởng... Cứ tưởng, không cần làm gì mà vẫn có cơm ăn ư? Không có thứ gì thần kỳ để làm được điều đó đâu chàng trai ạ. Cơm gạo, giàu sang trước tiên phải từ đôi tay và sức lao động con người mà ra thôi. Cậu đã phí phạm một hạt thần của ta rồi đó. Ông ấy nói rất đúng. Cơm gạo, giàu sang chỉ có được từ đôi tay và sức lao động của con người. Ngôi nhà của rùa. Khó khăn rồi, hoan hô, hoan hô. Rùa ơi, bạn bỏ cái mai nặng nề kia ra đi, kiểu gì cũng chạy nhanh hơn đó. Bỏ mai ra đi, bỏ cái mai vô tích sự đi. Hay là mình bỏ cái mai này đi, cây mai này làm mình trở nên nặng nề và khó nhọc di chuyển. Mình phải đi tìm người giúp mình bỏ cái mai này đi cho mình mới được. Được rồi, cái mai của cậu chắc quá. Cậu thử đi tìm thỏ xem, cậu ta thông minh. Ờ. Tiếng gì vậy nhỉ? Thôi chết, hình như là lũ về. Thôi chết, nhà của tớ dở quá rồi. Cậu tìm chiếc gậy chống vào, tớ giữ cho. May quá, nhờ có cậu. Nếu không thì tớ sẽ mất nhà mất thôi. Cảm ơn cậu nha. Chào cậu. Chào cậu. Sao? Cậu muốn bỏ chiếc mai đó đi thật à? Đúng vậy. Tớ thấy có cái mai này thật là phiền phức, chậm chạp, lề mề. Cũng tại cái mai này mà ra cả. Được rồi. Tớ đã có cách. Được rồi đấy. Giờ cậu hãy kéo thật căng về phía trước nha. Cái giống này có mà chạy cả đời cũng không thoát khỏi đây đâu. Trời, sao mà cứng nhiều đá thế này. À, đau quá, đau quá. Tha cho người đó. Hú hồn, may mà có cái mai này. Nếu không thì tớ đã làm mồi cho hổ rồi. Ôi, đúng là cái mai tuyệt vời. Tớ chẳng dạy gì mà cởi bỏ nó nữa đâu. Hóa ra, điểm yếu nhất lại là điểm mạnh. Cá rồng đỏ ham chơi. Cá rồng con ơi, cá rồng con, về nhà thôi nào. Cá rồng con ơi, con ở đâu?
Mẹ ơi, con ở đây. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đừng có đi vào những chỗ ấy, nguy hiểm lắm. Con chỉ vào được một chút xíu mà mẹ, không sao đâu ạ. Chúng ta về thôi con. Nhanh nào, cá rồng con. Vâng, con vẫn theo sát mẹ mà. Mẹ đừng có lo. Biển đẹp và hùng vĩ quá anh ạ. Mà chúng ta lại ra đó tiếp nhé. Ở đó còn nhiều điều thú vị lắm. Anh Nhạn ơi, biển ở đâu đẹp thế? Thế chú em chưa ra đó bao giờ sao? Vâng. Biển vô cùng tuyệt vời. Nước xanh biếc, rộng mênh mông. Tha hồ bơi lượn mà lại nhiều cảnh đẹp nữa chứ. Thật à, em cũng muốn được ra biển. Mai chúng tôi đi đấy. Chú có đi thì ra đây đi cùng chúng tôi. Vâng ạ. Trời ơi, con có biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào không? Môi trường sống khác nhau hoàn toàn. Con làm sao có thể lường hết được những nguy hiểm khi đặt chân tới đó cơ chứ? Đi mà mẹ. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật kỹ càng thì con nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Không được. Con hãy bỏ ngay ý định viễn vông ấy đi. Mẹ không đi cùng mình thì mình tự đi. Chú cứ bơi theo hướng này là sẽ ra tới biển nhé. Chúng tôi đi trước đây. Hẹn gặp chú ngoài đó nhé. Vâng. Đó là gì nhỉ? Nhìn lạ quá. Sao người mình đau ê ẩm như thế này? Cảnh vật ở đây thật lạ, thật đẹp. Chẳng nhẽ đây là biển ư? Đúng rồi, mình đã ra tới biển. Thích quá, thích quá. Chào bạn. Ừ, hình như tớ chưa bao giờ nhìn thấy bạn. Ừ, tớ mới từ sông ra đây. Hẳn nào, nhìn bạn rất lạ. Cho tớ đi cùng với. Ừ. Ôi, đẹp quá. Khác hẳn với nơi mà tớ đã từng sống. Vậy à, rồi bạn sẽ thấy nhiều cảnh đẹp hơn thế. Thật á, đáng nhẽ tớ nên đến đây từ lâu rồi mới phải. Ở đây đẹp thật đấy, nhưng bạn phải nhớ cẩn thận, gặp phải cá mập thì... Cá mập á? Cá mập là loài cá như thế nào? Một loài cá vô cùng hung tợn. Tất cả các loài sinh sống ở đây đều phải sợ cá mập hoặc dè chừng chúng. Cá mập, cá mập tới. Cá sông, cá sông. Một miếng mồi ngon lành hấp dẫn đây. À, cứu. Con mực chết tiệt kia, hãy chờ đấy. Cá mập đi rồi, cháu có bị thương ở đâu không? Mà cháu từ đâu tới, bác chưa gặp cháu bao giờ. Dạ, cháu từ sông ra đây. Cảm ơn bác đã cứu cháu. Cháu không ngờ biển lại nguy hiểm đến vậy. Thật ra, mỗi loài sinh ra ở một môi trường và có những đặc điểm để thích nghi với môi trường ấy cháu ạ. Nếu cháu đủ dũng khí để ra biển thì hãy chuẩn bị đủ hành trang, tìm hiểu kỹ về nó để tránh gặp những nguy hiểm như hôm nay. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Còn bây giờ, bác sẽ hộ tống cháu đi tham quan lòng biển, sau đó sẽ đưa cháu về nhà an toàn, hiểu không? Dạ, vâng ạ. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.